Mùa ăn xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh 7 chỗ cầm cao mà nhất là lại máy dầu nữa. Thì hôm nay em đang có cho anh chị và các bạn đang yêu thích về dòng xe Santa Fe. Chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy 2.2 đặc biệt, sản xuất là năm 2019. Xe có ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu đen. Đang có mặt tại Auto Tuấn Huyền. Địa chỉ đơn vị là số 22 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục của chiếc xe trên văn bản. Đó là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu về chiếc 7 chỗ với không gian ngồi rộng rãi. Tính năng công nghệ thì vẫn mang lại đầy đủ cho anh chị và các bạn. Tuy vậy thì nó sẽ thiếu hơn so với phiên bản cao cấp một số tính năng thôi. Vẫn mang lại cho anh chị và các bạn những cái tính năng như là hệ thống cảnh báo vượt trên gương, cốp điện, rồi là cửa sổ trời, hay là phanh điện, auto hold hỗ trợ và những cái tính năng như hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc, ABS, EBD vẫn mang lại đầy đủ hết cho anh chị và các bạn có thể sử dụng. Với không gian ngồi rộng rãi thoải mái cho 3 hàng ghế, với hàng ghế thứ 3 là trang bị là 2 chỗ ngồi, có trang bị tựa đầu. Với những cái tính năng cái tựa đầu đấy nó sẽ hữu ích cho người dùng khi di chuyển đường dài, sẽ không bị cảm thấy mỏi cổ. Mình có thể nghỉ ngơi ở những chuyến đi dài, nó sẽ không bị cảm giác khó chịu. Có gập điện hàng ghế thứ 2 và có cửa gió điều hòa điều chỉnh ở hàng ghế thứ 3 ở hai bên anh chị nhé. Hàng ghế thứ 2 thì nó sẽ ở trung tâm. Các chi tiết về đinh tán hay là những cái phần keo chỉ của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ nguyên bản cao. Và để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn mua xe về sử dụng thì mình có thể mang qua hãng hoặc một bên thứ ba mình check test lại. Chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn đã lăn bánh với quãng đường là 54.000 km biển Hà Nội, một chủ đi từ mới. Và chủ đi rất là giữ gìn, cơ bản. Ở phần cụm đèn hậu của chiếc xe thì nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn dạng LED 3D, được thiết kế rất là nổi bật khi đi vào buổi tối. Và cái phần không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai thì anh chị và các bạn hãy cùng cảm nhận với em từ phần cánh cửa. Với phần cánh cửa hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có như là hệ thống rèm che chắn nắng ở hai bên. Và những chi tiết phím chức năng như là lên xuống kính hay là hệ thống ốp bảo vệ. Các chi tiết giúp cho chiếc xe nhìn trông nó nổi bật hơn. Xe cũng được trang bị hệ thống LED viền và những cái phần con ốc bản lề của chiếc xe lơi để anh chị và các bạn biết được là cánh cửa có bị tháo ra sửa chữa hay không, hay thay thế không, anh chị và các bạn có thể nhìn qua những cái chi tiết em quay. Ghế ngồi của chiếc xe thì nó sẽ có trang bị như là hệ thống má ghế này, lòng ghế này, rồi là những cái chi tiết như là hoa văn ở phần tựa đầu, cửa sổ trời toàn cảnh, giúp cho anh chị và các bạn một cái không gian bên trong cảm giác nó sẽ rộng rãi và thoáng hơn. Sẽ có trang bị cửa gió điều hòa trung tâm anh chị ạ. Không gian khoang lái là nơi những cái trải nghiệm rất là hữu ích cho người dùng. Anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ở phần cánh cửa thì nó sẽ có những chức năng như là hệ thống loa và phím chức năng lên xuống kính, hệ thống chỉnh gương. Với bản cao cấp thì nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn thêm chức năng đó là hệ thống nhớ ghế. Còn ở trên phiên bản này thì nó vẫn là trang bị là ghế chỉnh điện đầy đủ cho anh chị và các bạn. Chất lượng má ghế của chiếc xe anh chị có thể tham khảo, và những cái phần tem mác của chiếc xe sau thời gian sử dụng, chiếc xe nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Lịch sử bảo dưỡng của chiếc xe full đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể check test kiểm tra. Cột kèo gioăng cao su không hề có hiện tượng gò hàn nặn gì cả. Với hệ thống vô lăng của chiếc xe thì nó sẽ được tích hợp cho anh chị và các bạn với rất nhiều các chức năng để anh chị và các bạn có thể sử dụng. Ngay sau đây thì em sẽ quay chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Hệ thống cảnh báo vượt trên gương này, khóa cầu vi sai, hay là những cái chi tiết chống chân trượt này, chỉnh đèn táp lô. Vô lăng thì nó sẽ có trang bị vô lăng chỉnh cơ thôi. Rồi là những cái phím bấm chức năng giới hạn tốc độ, rồi là lẫy chuyển số thể thao, đèn auto, gạt mưa auto. Phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin điện tử với các thông số rất là rõ ràng, sắc nét, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể nhận được các cảnh báo về tình trạng của chiếc xe. Màn hình thì được trang bị là màn hình nồi, có đầy đủ các chức năng giải trí media, rồi là hệ thống bản đồ dẫn đường, điều hòa tự động. Đấy, đây là những cái chi tiết ở khu vực yên ngựa của chiếc xe. Cần số này, rồi là hệ thống phanh tay điện tử. Tất cả các chức năng của chiếc xe nó vẫn rất là đầy đủ. Và cái tầm tiền của chiếc xe nó sẽ mềm hơn.
với mức giá bán của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy 2.2 máy dầu 2 cầu, phiên bản đặc biệt sản xuất năm 2019. Hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 835 triệu. Giá em còn giảm và thương lượng hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Hỗ trợ trả góp từ 50 đến 70% giá trị xe. Thời gian vay cụ thể, chi tiết như nào thì các bác có thể trao đổi vì mỗi người sẽ có một nhu cầu vay khác nhau. Và đây là những cái phần như là con ốc bản lề và những phần thanh răng hay là những tấm nót động cơ. Anh chị và các bạn có thể nhìn qua và khẳng định với em xem xe nó có bị đâm va hay là bị sửa chữa gì không. Lịch sử của chiếc xe nó rất là rõ ràng, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm lựa chọn xe tại Auto Tuấn Huyền. Cam kết trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể rất là an tâm. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.